Hello các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của mình. Hiện tại mình đang ở địa chỉ là 189 Phạm Phú Thứ, phường 4, quận 6 nha các bạn. Đến đây là video chia sẻ cho các bạn xem về bánh mì heo quay dở giòn của chị Mai. Sao vậy chị Nga? Sao sáng sớm mà than vắng thở dài rồi? Không có than đâu, thở gì chứ. Đi coi phim Hàn Quốc rồi. Ồ, chị Tâm với chị Nga hả? Không, chị Nga. Ơi, chị Nga dạo này lãng mạn theo kiểu Hàn Quốc nha các bạn. Nghe vô con ngồi ghế nhúng. Ủa, vậy là Hàn Quốc có chơi cầu trù không ta? Không, ghế nhúng rồi à. Ghế nhúng à. Tưởng dạo này chị Nga bắt trên Hàn Quốc chứ. Ôi, hello chú bánh mì. Chú bánh mì, chú bánh mì. À, nãy giờ làm topping bánh mì chờ bộ lộn chặt heo quay chờ bánh mì tới các bạn. Đây là ba gọi nạc, ba gọi gút sườn, giá là 320 ngàn một ký nha các bạn. Sườn đùi xá xíu là 300, giò 150, móng 120, bánh mì 15k một ổ các bạn, thêm kêu thêm tính tiền thêm. Đó, nguyên thau top bin luôn các bạn. Mình quay vậy cái bà con đang ăn cơm, cái lấy cái đũa gắp miếng. Qua nay có tin gì hot không chị Tâm? Dạ không. Không có gì hot luôn hả? Có gì hot, không có gì đặc biệt. À, vẫn như mọi ngày ha. Ủa bữa giờ chị Tâm dò với số chưa? Rồi con số 97. Em chưa dò nữa nhưng mà em nghĩ là nếu mà trúng thì mọi người sẽ thông báo cho em nên thôi em cũng biết em không dò. Thú dữ trời. Công nhận chiếc quần bảy sắc cầu vồng nó có giá trị ghê á. Bữa chị Tâm cũng đầu tư xong rồi qua bữa sau tới em rốt cuộc cái chiếc quần bảy sắc cầu vồng của cô đó nó nặng dí á. Càng quá càng đổi phong thủy mới được. Chúng ta đừng chọn bảy sắc cầu vồng đồng hồ quá lắc của Pháp rồi nữa nha. Mình chuyển qua đồng hồ Thụy Sĩ rồi đi. Một ổ bánh mì chị Tâm ơi. Đây, khách tới luôn các bạn ơi. Dạ bên tay phải luôn ạ. À.
Một ổ cho cô thối 185 luôn. Cô mới đi chợ về nè các bạn. Đây là trên đường Phạm Hữu Thứ buổi sáng mình. Hôm nay sao đường tự nhiên hơi vắng nhẹ. Giờ này chắc bà con chưa ngủ dậy. Thơm quá. Bánh mì nóng luôn các bạn, mới ra lò chuyển qua. Chặt luôn không cô? Chặt luôn. Đỡ ký chặt luôn. Có thối tiền không cô? 160 ngàn có thối không? Lắc tay mà có. Ông Hoa cũng vậy á, ở đó đó. Ra lắc đầu, ra đưa 100 ngàn. Tâm sự, chị Tâm đang tâm sự. Lấy thịt heo chị Tâm ơi. Sao hôm nay đi chợ có gì vui không cô? Có, đây kể chị nè. Hai quay ngon quá. Hai quay ngon lắm. À dạ. Quay này ngon, quay con ngon. Mới vô tư là mới tâm sư. Đồ biết nhán mắt quà. Chạy chắc bụi vô mắt gà. Nghe xin lỗi. Rồi, cảm ơn cô nha. Rồi, cảm ơn cô luôn nha cô. Không có gì đâu. Không dưa leo. Chớp, chớp mắt là sao ta? Đá lòng nheo hả? À. À, là cái người kế bên đó ha. Là cái chỗ mà 250 ký phải không? 220 luôn hả? Cứ khi nào bụi bay vào mắt không? Nói chứ bụi bay mắt bà. Đâu? Tôi vừa mẹ vô. Chớp 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 hoài. Chớp 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 chớp. Ở đây có chớp chớp gơ heo quay. Ở đây nè, đây nè, đây nè. Đó, khách tới luôn nè. Xe hơi luôn nè. Xe hơi luôn, ai khách tới luôn. Có bao nhiêu lấy hết cho anh đi. Đã dữ luôn à. Ai khách trước mua bánh mì, mua heo quay luôn. Hello cô. Ôi hay vậy ta. Mọi. À lúc đó chắc con còn ở chùa tắm mơ quá.
Dạ. Cô này là mối lâu năm mà các bạn. Mối là từ thời còn cắt trước trong chợ nữa cô ha. Rồi, cảm ơn cô luôn nha cô. Mày bán đâu mày cảm ơn mày. Dạ cảm ơn lịch sự. Ai khách tới luôn nè các bạn. Cái ngộ không chua không dưa leo. Không dưa leo, có lấy ngò không chú? Ngò. Ở bánh mì ngò với heo quay. Có heo không chị? À, chị ơi, đây mẹ mang cho. Trời ơi. Trời ơi, bỏ quên này. Cảm ơn chị nha. Ai kêu chị Tâm kìa. Em nghe kêu ê ê kìa. Ôi, em tên Tâm mà. Cũng nhảy bén vô giờ mà. Đúng rồi. Hai cô đi chợ, cô đi trước, cô đi sau. Cô đi sau kêu ơi ơi ơi, mình nói chị Tâm nói không phải tôi tên Tâm mà. Bánh mì đi. Một ký chia làm ba. Nửa ký 3 giây. Hai ổ 30 coi thôi không cô. Tính như đi. Hello chú Thành. Cái đó rồi. Ở dưới này ba đội nè chị. Ba đội nè đó. Chị lấy ba đội này à. Mấy nhiêu? Cái này chả không chị lái. Lấy nước được không? Dạ lấy chứ chú. Đó, con cũng muốn ra mà con cũng muốn ra mà chưa có thời gian. Ai nào cũng dưới chú Thành với chị Tâm nữa nha các bạn. Lấy nửa ký thịt nộm. À có nộm luôn. Chặt không ăn nửa ký. Chặt luôn. Đây nộm. Nộm là 200 ngàn một ký nha các bạn. 30 có thối không chú? 30 ngàn có thối không ạ? Có tiền không? Có tiền không? Có
Có giò heo luôn. Có 70 luôn. Nó mỏng quá chị. Đây là các bạn đó, bắt đầu khách đến nha. Đó, sau lưng luôn. À, chú Thành chạy show luôn. Khách tới nữa nè các bạn. Một dao một là sao chị Tâm? Nửa ký luôn á chị. Ồ, đỉnh luôn nha. Thưởng liền cho chị Tâm chú Thành ơi. Dạ, để nguyên à, để nguyên em. Cho ở mày 20 nha. Lên tài quá giờ lên tài. 160. Một dao một nửa ký. Cho em nước chấm đi. Có cho nước chấm hả chị? Bữa nay em nước gì chị ha? Em cho em mấy miếng được không? Ớt luôn cho anh chay. Xa quê lên Sài Gòn lập nghiệp, không có thân thế. Có tiền không? Hay một mình không? Bị ăn hiếp. Tự nhiên trong có một ngày mấy phút rồi trở thành người xì phố luôn. Rửa. Em rửa thì đơn giản rồi, chủ yếu kìa. Kìa chứ em trời lúc nào em cũng chờ luôn á. Mà không biết tình hình sao thôi. Tình hình cô ba. Đã là tiệc tân niên mà em còn giờ lại em còn chờ kìa. Vậy mấy ổ? Sao bạn kìa kìa? Ổ ớt, ổ đau không ớt? Không ớt hết luôn cho chị gái luôn bà con ơi. Rồi khách tới luôn. Quẹo phải luôn chú ơi. Một ổ bánh mì cho chú luôn chị Nga ơi. Em nói nha, mình nhờ á, chị mày ngủ ở đây bằng không có. Ăn hiếp chị Tâm á hả? Nhỏ đó. Dạ 15 cái thôi không chú? Mày thịt xem miếng nước chan. Đậm đà. Tình cảm đậm đà chút xíu. Mấy ổ luôn chị? Hai ổ. Rồi khách tới luôn nè các bạn ơi. Cô chú khỏi thôi. Nhiều 400 nữa.
đấy nè, à, chả lon, chả lon không để nguyên đây nè, ngon lắm. Cái này nè, ngon lắm cô. Nạc trắng đó cô. À, cô đó lấy miếng đó vậy hả? Dạ. Dạ, của con nửa ký là 160. Dạ, lấy miếng này cho cô. Dạ nha. Cái đó nửa ký chị nha. Cái này mấy bao nhiêu? Chín. Chín lạng. Chín lạng hả? Dạ. Cắt hai cục đúng nửa ký. Em cái này có nạc. Hay quá chị Tâm ơi. Cái nào nạc hả? Nạc hết luôn còn nạc trắng á. Nạc hả? Lấy cô miếng này đi, miếng này nạc hả? Ừ. Bảy ổ bánh mì bên tay trái luôn em gái ơi. Cho cô cái này ký 2 cô ơi. Ừ. Dạ, gì cô để nguyên lên sao? Để nguyên cho cô luôn. Bảy ổ ha. Cô. 8 ổ luôn rồi. 388. Bán cô. Bốn ổ bánh mì đi con. Mấy ổ cô? 4 ổ. Thịt hay là bánh mì không cô? Dạ 4 ổ thì 10.000 nữa. Dạ, có nhiều bà con thích xem chặt lắm cô. Hai bên này khách mua 8 ổ luôn. Rồi cảm ơn cô nha cô. Rồi khách luôn quý vị ơi. Này khách xuống ở lộn khách tới luôn nè các bạn. Chóng mặt hả em? Ăn sáng chưa? Phải ăn sáng chứ mới uống thuốc được. Tiếp tục bánh mì các bạn. Tương ớt hay nước sốt? À tương ớt. Nửa ký chặt luôn. Cùng 4 ổ bánh mì cho chú. Rồi, khách luôn. Hai ổ 20 ổ không xanh nước. Đường bắt đầu hơi nhộn nhịp nhẹ rồi các bạn. Mười lăm ngàn có thối không anh? Thối 10.000 chị Nga ơi. Chờ dạ, đợi chút xíu anh trai. Này chị Tâm đi chợ về. Cảm ơn chú nha chú. À, thối 10.000 á. À gì chú thế, nãy giờ thấy chú kiếm hoài mà không biết kiếm cái gì. Ăn miếng
ăn đỡ bánh mì không đó, cho nó dằn bụng. Khách luôn. Có gì luôn chị ơi. Có bánh mì khá xíu không ạ? À? Dạ 30 có thối không ạ? À? Hai ổ bánh mì khá xíu. Không ca. Một ổ đừng có lấy dưa leo chứ này. Ngon. Đấy, khách tới luôn, khách tới luôn. Đó không dưa đấy ngờ không con? Hả? Không thấy ngò luôn. Không dưa không ngờ một ổ. Tổng cộng của cô hai ổ, một ổ không có. Một ổ hả cô? 15 ngàn có thối không cô? Không thối luôn, chị nghe bên ngoài có một chiếc xe. Ổ đầy đủ. Rồi, bên ngoài không thối luôn. Đúng rồi, một ổ. Tâm soạn hay quay lên nha các bạn. Có lỗ tai, có lử, có móng. 30 có thối không cô? Dạ, thối bao nhiêu ạ? À? Thối 20 luôn chị Nga ơi. Thôi, có giò luôn các bạn ơi. À, hôm nay các bạn thật may mắn có giò luôn nha. Giò, móng, lỗ tai, lưỡi. Xe lớn vào nên không có kẹt xe, không sao. Đấy, khách luôn, quẹo phải luôn, quẹo trái luôn cô ơi. Quẹo trái, quẹo phải. Dạ, quẹo trái. Quẹo phải ra đường, ra đường. Quẹo phải đi ra bên kia, tới công chuyện nữa.
Ui, dạ có bánh mì ạ. 15 ngàn có tối không chú? Mười lăm ngàn thổi 5 ngàn luôn chị Nga ơi, một ổ bên ngoài. Đây khách tới luôn. Một ký ba gọi để nguyên một ổ bánh mì, 5 ổ bánh mì không. Có chặt luôn không chú? Rồi nửa ký cho chú chặt luôn. Một ký bên ngoài không chặt của anh trai. Bánh mì thịt hay bánh mì không chú? Bánh mì thịt. Ổ 22 ổ đúng không? Rồi với ngoài này đủ. Cho nước sốt luôn nha. Dạ. Nửa ký chặt luôn cùng một bánh mì. Dạ có ạ. Cô lấy gì cô? Ổ 22 ổ của cô này nè. Nửa ký với gì nè. Nửa ký lấy tốt thôi. Một ổ bánh mì nữa chứ nha. 175 chú ơi. Hai cô đi chợ về nè các bạn, xách cái tùng. Lấy cái làm cái này phải không? Một ký chỉ làm hai. Chắc nhỏ không anh ơi? Chặt luôn. Chú đang nghe điện thoại vậy. Ồ, bánh tiêu bên này cũng đông lắm các bạn. Xếp hàng luôn nè. Tôi đợi xe. Cái này phải muốn bớt không phải, phải uống sinh tố lúa mạch mới hết. Sinh tố lúa mạch. Họ thiệt mà, em nói thiệt đó, nói chơi đâu. Sài cuốn. Sinh sài cuốn là nó giảm nóng thôi. À, nóng trong người á. Xin sakun. À, đúng rồi. Mua cái đó cái mình xé một bịch mình bỏ vô cái ly nước mình quậy 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 mình uống cho nó giảm cấp tốc á. Không nữa thì ta mua một cây nước đá đó, ta bỏ vào một cái chậu xong người ta nhảy vô đó ta tắm cho nó lẹ.
Quay á chị Nga. Em không nghe gì trơn á, không biết là cái video có nghe không nha. Nghe đó, nghe đó. Nghe hả? Cái gì em nghe lại coi. Có, chiếc này có bật mic rồi, có kinh nghiệm rồi. Lúc mới vô nghề quên bật mic hoài luôn. Đứng quay cho đã ha, mình cũng nói chuyện líu lo rồi, mình vui vẻ này kia rồi, khách đông quá trời luôn. Cái rốt cuộc gì không nghe được ai nấu gì chân. Sao mình đọc tiếng vô? Đâu có được, mình phải người thật, cảnh thật nó mới hấp dẫn. Nó khớp với cái câu chuyện á. Trời. Nãy giờ là quá trời luôn á. Một dao thôi là chính xác luôn. Cái này chắc thưởng hai lon quá à. Lon. Chốc kèo nha. Thưởng hai lon. Năm chục ngàn đó chị Tâm. Ở lộn chị nghe lộn. Bán 300 ngàn hay quay cho A Cỏn kìa. 280. Ôi nói chơi, gớt cục thịt ra kìa chị nghe. À thôi mình nói chơi mà trúng thiệt á, A Cỏn mua heo quay luôn. Cái mấy cũng được á mà. Lấy 3 triệu. Giá là 3. Rồi gì? Cái món gì ơi? 350. Lấy chẳng 1,5 kg luôn. Mới giờ này 7 giờ mấy thôi mà nắng quá. Hầm hấp dẫn quá luôn. Chị Tâm cắt thẳng băng luôn các bạn. Thôi bánh mì bên ta cháy luôn anh trai ơi. Nhiều à, một ký. Để mấy chặt không vậy? Rồi đó. Hay thiệt. Này phải cấp bằng cho chị Tâm mới được. Mới khen xong. Mới vừa khen luôn, mừng quá mừng. Nãy giờ 4-5 lần là một dao không. À có cái gấp luôn nè cô ơi. Dạ. Giò này là 150k một ký nha các bạn. Móng này là 120.
Ôi, khách dưới lộ quá trời luôn chị Tâm ơi. Da giòn rụm luôn các bạn.
Cái gì ổn mày ạ? 15. Cái này là nửa ký 160 thì nó chặt hơn. À chặt ra thơ. Cái này nó thấy nhũ. Chặt cỡ nào? Cỡ này to to vậy đó. Không dưa vẫn ngò. Rồi ba con mỡ nè các bạn, 200k một ký nha. Được đi. Tầm bên này thì làm bánh mì nha các bạn. Đây, khách tới luôn. Còn miếng nó nạt quá trời luôn. Không, chị Tâm nãy giặt 3-4 lần luôn. Một dao một là đúng y bon luôn.
Một lần là hơn, mà còn 2-3 trở lên là lên tay. Là mình lên rồi đó. Ừ. Không còn đồng hồ Pháp nữa đâu. Đồng hồ TC. Chị có ai làm bước lúc xưa không? Lấy nửa ký. Lại 300g sườn cây. Giá đó ba rọi á cô ơi. Đừng lấy cái mỡ này. Ba là sườn có chặt không anh? Sườn chặt cái sườn. Đấy, cho 150 ngàn heo quay thịt ba chỉ. 150 con. Lấy ba chỉ nó ít mỡ. Anh ơi, 350 ngàn đó anh. Khách đông quá trời luôn các bạn. 150 ngàn nè, chặt không anh? Chặt luôn. Anh này 150 ngàn chặt luôn nha. Bánh mì không mì thịt cô. Hai ổ. Hai ổ 30. Đứng đây ha. Dạ dạ ở đâu cũng được ạ. Chị gái mấy ổ không tím? Hai ổ. Bánh mì 30 là đúng rồi. Tấm ngưỡi ngàn coi chủ ráp. Chú đang hỏi khách hàng. Ở 15 không nước, không chan, không dưa, không ngò, không heo quay. Chặt luôn. Chặt luôn. Chặt luôn. Thấy cái nào ít mỡ thôi. Chị ơi. Có bạn giá cô ơi. Dạ 320 ở trên đầu tiên luôn á cô. Dạ. Số bên 7 cô đây. Đây, đó, đây là bảng giá của chị Mai các bạn. Đây, ba gọi nạc, ba gọi gốc xương là bằng giá nha. Đùi xa xíu, sườn non là 300k bằng giá nè. Giò heo 150, da heo là 500k, sườn già là 200k, thịt mỡ giòn 200k, đầu heo 170k. Cái này là trên 1kg nha các bạn. Gò má lỗ tai là 220, mắt má là 40, lưỡi lỗ mũi là 300k. Bánh mì thịt 15k một ổ, heo sữa nguyên con. Đặt hàng qua số điện thoại 0909102772 và số kế bên nha các bạn. Ai à, Duy Tâm làm bánh mì lên sẵn vậy nè các bạn. 15 nè chú. Cái đèn bên kia. Ba gọi ra xíu, heo quay ba gọi ra xíu.
heo quay nè. Cái nạc mạc á, ta dội. chặt luôn. Không sót lấy ớt. 15 cái đó anh chị. Ồ bên ngoài quá trời luôn các bạn. Không thối luôn. Ba ổ chi kỳ trăm rồi. Bánh mì làm không kịp luôn các bạn. Có rất chìa khóa. Cắt thêm miếng mỏng mỏng ra giờ nó cắt thành hai gì đây là thành ba miếng. Cái này là chia làm hai. Đúng rồi, cắt thêm một miếng nữa là ba miếng. Đúng rồi, đúng rồi. Cái hơi dành tôi. Bây giờ có đi Vũng Châu rồi với bé hỏa đó. Cái này là 7 đàn. Cắt thêm làm hai gì đi. Rồi, nha bè. Trăm ngàn có chặt không cô? À có chặt luôn. Đây, chú Thành qua tới luôn các bạn ơi. Cái này là 7 là 220. 230 phải không? Đúng rồi. 10 ngàn bánh mì là 230. Hello chú Thành. Lấy nhiều ạ? 100 ngàn để nguyên. Em đồ bị hồn. Ai mua là giấy trắng nha em. Bánh mì cô, bánh mì cô. À còn 4 ổ bánh mì không á cô? Mình đó, đúng rồi đó. Hồi nãy cô kêu 3 ổ á. Ai khách qua mua.
ai da xin lỗi. Đây đây các bạn, bắt đầu là khách lai gai rồi. Rồi 220 với 10 là 230 rồi. Ngày chú Thành đang mang heo quay vô trong rồi các bạn. Đây khách tới nữa nè. Nhìn cái bắp gần đã quá ha. Ngon. Cái gì đâu cô? Cái gì? Nó mì. Lấy nhiều xíu xíu nữa cô ơi. Được lắm nha. Bán cô hai lạng đó đi con. Nha. Có chặt nhỏ không ạ? Chặt nhỏ nhỏ luôn. Cái đó con cho nước chấm cho cô ha. 150 hai lạng 200 mối. Rồi. Ai à, né cho Duy Tâm soạn heo quay ra các bạn ơi. Bán cho họ mì đi. Thôi 470 luôn. Em